25 năm qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn và biến cố, nhưng Mekong vẫn vượt qua và phát triển. Đó là nhờ sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và toàn thể cán bộ, nhân viên của công ty. Tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và toàn thể nhân viên công ty. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.